Một tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra ở Hà Lan khi trọng tài chính đã vô tình ghi bàn trong sự chết lặng của những nạn nhân bất đắc dĩ. Đó là trận đấu giữa Hakeme Boz và HSV Hof. Sau một nỗ lực cứu bóng trên vạch vôi của hậu vệ Hakeme, bóng lại được căng ngang vào trong và nó bật ra đúng đà di chuyển vào trong của trọng tài chính. Vô tình đó trở thành cú đệm bóng không thể cản phá và trái bóng đã bay qua vạch vôi dù hậu vệ Hakeme đã rất cố gắng phá ra. Bất chấp sự phản đối dữ dội của các cầu thủ chủ nhà, ông trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Thế giới bóng đá sẽ rất bình thường và không có gì để nói khi mọi trận đấu đều chỉ diễn ra lẳng lặng và có một vài pha bóng đẹp. Và để đổi gió và chuẩn bị tiến tới mùa giải mới của bóng đá châu Âu, hãy cùng chúng tôi đến với những tình huống hài hước của trọng tài cũng như các bàn thắng ấn tượng khiến đối thủ phải khóc thét nhé. Ở tình huống đầu tiên khi đối diện với khung thành trống, chàng tiền đạo này lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Bóng bật lại đúng chỗ đồng đội và có cơ hội sút bồi. Thế nhưng không phải cột dọc, lần này chính trọng tài lại từ chối bàn thắng khi bóng chạm chân ông vua áo đen và đi hết đường biên ngang. Đối với bóng đá nam, việc xuất hiện một trọng tài nữ cầm còi là điều khá hiếm thấy. Chưa bàn đến yếu tố chuyên môn, thế nhưng việc để nữ nhi điều khiển cả một trận đấu đôi khi cũng mang lại những điều rất thú vị. Nhận thấy một cầu thủ đang tới gần, nữ trọng tài này móc tay vào túi sau như đang chuẩn bị rút thẻ. Thế nhưng đánh lừa tất cả mọi người, vị vua áo đen này lại lấy ra một chiếc khăn để lau mồ hôi và thể hiện biểu cảm đầy tinh nghịch. Là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá, Kaká thu hút những fan hâm mộ của mình không chỉ vì tài năng chơi bóng mà còn nhờ ngoại hình cực kỳ điển trai. Chính vì điều này mà cầu thủ có biệt danh thiên thần đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười trong một trận giao hữu. Mặc dù không phạm lỗi, thế nhưng huyền thoại người Brazil vẫn bị nữ trọng tài phạt thẻ vàng. Hóa ra đây chỉ là cái cớ để cô nàng dừng trận đấu và xin chụp ảnh với thần tượng Kaká của mình. Quả thực, nếu theo dõi tình huống này, rất nhiều người nghĩ rằng trọng tài chính là một fan hâm mộ của Southampton. Trong một tình huống lên bóng, đội chủ sân Sam Mary được hưởng phép lợi thế và có khoảng trống để ghi bàn. Thế nhưng vì một đường truyền lỗi mà bóng lại trở về quyền kiểm soát của MU, chứng kiến điều này, vị vua áo đen tỏ rõ sự thất vọng với cái lắc đầu ngán ngẩm chẳng khác gì những fan hâm mộ của The Saints. Ngày nay, bình xịt tự hủy đã trở thành một vật dụng vô cùng phổ biến và hữu dụng trong bóng đá khi nó giúp cho trọng tài xác định được chính xác vị trí đá phạt cũng như hàng rào. Tuy nhiên, ở thời điểm mới ra mắt, bình xịt tự hủy gây rất nhiều khoảnh khắc khá hài hước trên sân. Nhận thấy bình xịt bị tắt, vị trọng tài này lắc mạnh và làm cho bọt bị bắn mạnh ra ngoài.
Vì đứng ngay cạnh chấm đá phạt, Santi Cazorla gần như hứng trọn hơi cay, không hề dễ chịu từ bình xịt tự hủy này. Nhắc đến Carlos Vela, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới thời gian mà anh thi đấu trong màu áo Arsenal. Và dù không thể khẳng định được tài năng ở nước Anh, tiền đạo người Mexico lại trở thành ngôi sao sáng nhất tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Giữa rừng hậu vệ đối phương, một mình Vela tự tin đi bóng sọc thẳng vào vòng cấm. Không dứt điểm ngay, ngôi sao của Los Angeles lần lượt đi bóng qua cả thủ môn đội bạn, rồi dứt điểm vào lưới trống. Up now, 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touch down, touch down. Panenka là kiểu đá phạt đền, bắt nguồn từ tên một cầu thủ với cách sút cực kỳ độc đáo khi đưa bóng bay vào giữa khung thành một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Thế nhưng trải qua gần 50 năm phát triển, kiểu đá penalty huyền thoại ngày càng được biến tấu theo nhiều cách khác nhau. Thay vì bấm bóng lên cao, cầu thủ này lại chích mũi giày và thực hiện một cú sút sệt. Dù bóng đi khá chậm, thế nhưng thủ môn đã hoàn toàn bị đánh lừa và cũng không có cơ hội để cản phá. Có lẽ trong sự nghiệp của mình, Silas sẽ không bao giờ ghi được một bàn thắng nào dễ dàng hơn pha lập công này. Tận dụng đường truyền về bất cẩn và pha phá bóng hụt của thủ môn bên phía Werder Bremen, Silas nhanh chóng cướp được bóng và đối mặt với khung thành trống. Ở tư thế quá thoải mái, tiền đạo của Stuttgart vừa đi bộ vừa dẫn bóng gần gôn rồi từ từ dứt điểm khi thủ môn đối phương áp sát. Không thường được đá chính trong quãng thời gian thi đấu tại Barca, thế nhưng Alexis Sanchez đã kịp để lại bàn thắng để đời trong trận El Clasico cuối cùng của mình. Thoát xuống và tranh chấp với Varane, Sanchez vẫn kịp dùng tốc độ và sự khéo léo của mình để khống chế bóng. Sau một nhịp lắc hông, ngôi sao người Chile thực hiện cú bấm bóng không tưởng vào thẳng khung thành và khiến cho thủ môn của Real chỉ biết đứng chôn chân. Dù khá mờ nhạt kể từ khi chuyển đến PSG, Gonçalo Guedes từng được coi như Ronaldo đệ nhị khi chơi cực kỳ xuất sắc trong màu áo Valencia. Một mình tiền đạo người Bồ Đào Nha khiến toàn bộ hàng phòng ngự của Sevilla phải hít khói với pha bứt tốc vô cùng ấn tượng. Ngôi sao sinh năm 1996 sau đó đánh lừa thêm hai hậu vệ nữa bằng động tác giả đầy kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm căng như kẻ chỉ găm thẳng vào góc chết. Chắc hẳn những tình huống thú vị trong bóng đá vừa rồi đã giúp các bạn có những giây phút thư giãn vô cùng thoải mái. Nếu thấy video hay hữu ích, đừng quên like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.